Hi, xin chào tất cả các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay sau khi tôi vừa tập thể dục xong thì tôi rất là mong muốn có một cái chia sẻ với các bạn một cách rất là ngẫu hứng về câu chuyện nhiều người hỏi tôi là làm nào để có thể thu hút được sự may mắn, làm nào để có thể có được sự may mắn nó đến với mình, hay là mình làm sao để trở thành một cái người nam châm thu hút được cái sự may mắn. Thì có rất là nhiều cách trong cuộc sống thì người ta cũng có chỉ ra, và các bạn cũng đã đọc cái câu chuyện về bí mật của sự may mắn rồi. Và ngày hôm nay thì tôi đang quay cái video này ở Phú Mỹ Hưng của Hồ Chí Minh. Và các bạn thấy là cái công viên chạy ở đây rất là đẹp đúng không? Công viên chạy ở đây rất là đẹp. Và thực sự là khi nắng lên cộng với lại cái tinh thần thể dục đang lên cao của tất cả mọi người ở xung quanh Phú Mỹ Hưng thì thực sự biến nơi đây trở thành một cái nơi rất là đáng sống. Và quay trở lại chủ đề của chúng ta, đó là làm nào để thu hút sự may mắn. Thì đầu tiên tôi muốn khuyên bạn đó là bạn hãy luôn luôn mỉm cười. Một trong điều được bí mật của sự may mắn đó là việc cười nhiều nó rất là nó có một cái rất là thú vị. Đó là tôi không biết tại sao, nhưng mà với những người mà luôn luôn may mắn, luôn luôn mỉm cười á, thì bản thân họ là một cái người luôn luôn có được cái sự hấp lực đối với sự may mắn. Và các bạn biết không, khi mỉm cười thì chính bản thân mình cũng trở nên hạnh phúc hơn. Và người khác khi mà gặp bản thân mình ấy, họ cũng cảm thấy rằng là cái người này là người mà tương đối là dễ tiếp cận, và những người này là người làm ăn được, hay là người này nếu mà mình đưa cho họ một cái cơ hội để làm việc tại chỗ của mình thì họ cũng sẽ là cái người mà sẽ mang lại những cái điều may mắn cho công ty của mình. Và thực sự với các bạn rằng là khi tôi là một người phỏng vấn những bạn trẻ, những thanh niên khi mà vào Happy Life, hay là trước đây tôi làm ở công ty Vinamilk, thì tôi luôn phỏng vấn các bạn ấy rằng là nếu mà theo thang điểm của may mắn, và tôi nhìn mặt bạn ấy, tôi hỏi bạn rằng là em có căng thẳng không? Hai nữa là theo thang điểm của sự may mắn thì em đánh giá em là bao nhiêu điểm? Thì những bạn này nói rằng là tự tin rằng là em là người may mắn và em luôn luôn nở nụ cười trên môi. Thì thực sự là tất cả những công việc từ marketing, bán hàng, designer, video, hay là kế toán, hay là tài chính, thực sự là thậm chí là bạn, nếu bạn có con, bạn thấy rằng là nếu mà con của bạn là một đứa trẻ luôn luôn cười vui vẻ thì cái gia đình đó luôn luôn có vượng khí, có năng lượng. Và thực sự đây là một trọng bí mật mà chắc là ít người chia sẻ với các bạn. Có thể bạn đọc rất là nhiều, nhưng mà nếu như mà bạn thực sự là một người mong muốn sự may mắn đến với mình thì hãy cười thật là nhiều, hãy vui vẻ. Và thực sự là tôi cũng đang muốn rất là cải thiện cái việc mà tôi cười trong các video của tôi. Bởi vì trong video của tôi thì những cái chủ đề của tôi nói về tài chính cá nhân, về phát triển cuộc đời thịnh vượng, hay là trong những chia sẻ của tôi liên quan tới chứng khoán thì có thể nó hơi serious, tức là nó hơi nghiêm túc quá. Làm thế nào để có thể mang lại tiếng cười cho các bạn và các bạn có thể nhìn thấy đó là sự may mắn. Thì khi mà bạn may mắn, khi bạn cười thì sự may mắn nó sẽ đến với bản thân mình. Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn, để may mắn bạn trở thành một cái người có thể hấp lực được tất cả những cái may mắn trong xã hội hay là trong vũ trụ có thể đến với bạn, thì đó là đến từ sự chuẩn bị. Cái điều thứ hai đó là sự chuẩn bị. May mắn sẽ không bao giờ đến với bạn nếu bạn thiếu sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị ở đây đó là gì? Bạn hãy làm việc chăm chỉ và thông minh hơn. Bạn phải đọc và học nhiều hơn. Và bạn hãy cho đi nhiều hơn. Thực sự sự chuẩn bị ở đây ấy, nó đến từ cái câu chuyện đó là nếu bạn đã đọc cái cuốn sách rất là nhỏ, đó là Bí mật của sự may mắn, thì bạn thấy rằng là thực sự may mắn nó không đến từ nó đến với tất cả mọi người. Và cơ hội xảy ra đối với đất nước này, đối với lại dân tộc này, đối với những cái điều mà chúng ta đang kinh doanh, thì tất cả mọi người đều có những cái cơ hội giống nhau. Tôi nói thí dụ như 25 năm tới, đó là cơ cấu dân số vàng của Việt Nam, là cái cơ cấu dân số mà có độ tuổi từ những người trong độ tuổi lao động từ chẳng hạn như là 18 cho đến 65 là chiếm tới 65 đến 67% dân số. Và khi như thế thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời để các bạn có thể là, một là các bạn học tập và phát triển, có thể bán cái sản phẩm của bạn cho người khác. Bạn biết không, bởi vì là khi một người chi xài thì sẽ là thu nhập của người khác. Nếu như xã hội, cả cái xã hội này làm việc, cả cái xã hội này lao động, thì bạn sẽ thấy rằng là cái xác suất mà bạn bán được những sản phẩm của mình cho người khác nó rất là cao. Và những cái lĩnh vực mà tôi đã nói với bạn rất là nhiều, đó là giáo dục, giải trí, an sinh xã hội, hay là những lĩnh vực liên quan đến AI, lĩnh vực liên quan đến robotics, commanding, rồi rất là nhiều những cái lĩnh vực mà bạn có thể trở thành cái người thành công trong lĩnh vực đó, thì thậm chí đầu tư tài chính, bất động sản chẳng hạn. Thì các bạn biết là cái sự may mắn nó đến từ sự chuẩn bị, và tất cả những cái may mắn trong cuộc sống này nó trải đều cho tất cả mọi người.
nó không trải đều, nó không phải là đơn giản là tất cả chỉ người sinh ra trong xã hội này là những người cười nhiều không đã là có sự may mắn, mà là những người luôn luôn chăm chỉ, cần cù và làm việc thông minh hơn. Họ chuẩn bị, bởi vì cái hạt may mắn nó rớt ở trên đầu xuống, nó rớt cho tất cả mọi người giống nhau. Nhưng mà khi xảy ra thì chỉ có những người có sự chuẩn bị thì mới có thể tóm lấy được may mắn, tóm lấy được cái cơ hội kinh doanh đó. Tôi nói thí dụ trên thực tế đó là bây giờ thương mại điện tử và tất cả những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây đều rất là phát triển, nhưng không phải là ai cũng có kiến thức, kỹ năng và quan hệ cũng như kinh nghiệm để chúng ta làm được những cái chuyện mà chúng ta mong muốn, đó là làm thế nào để chúng ta có thể có được cái sự may mắn và chúng ta kinh doanh thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử này. Chỉ có điều là nếu mà bạn biết về marketing, bạn biết về sales, bạn biết về viết content, bạn biết làm design, bạn biết làm video thì bạn có thể là có được cái cơ hội để có thể tham gia vào lĩnh vực rất là tiềm năng này. Thương mại điện tử Việt Nam và châu ở Đông Nam Á là khoảng 200 tỷ đô la đến năm 2025 theo thống kê của Lazada, đúng không? Đây là một trong những tổ chức mà họ nói rằng là ngoại trừ Indonesia là cái đất nước mà có ngày nền kinh tế số lớn nhất của Đông Nam Á. Bởi vì do dân số thì Việt Nam là một cái top 2, top 3. Chúng ta có thể là tự hào chúng ta sẽ vượt Thái Lan, thậm chí là vượt cả Singapore về cái quy mô về thương mại số và thương mại điện tử. Thì đó là điều mà các bạn có thể thấy rằng là may mắn ở khắp nơi. Và khi mà bạn thấy may mắn khắp nơi và nó rút đều như vậy thì việc của bạn cần phải làm đó là sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị về thứ nhất về kiến thức, về kỹ năng, về kinh nghiệm. Bạn hãy học tập thật nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, tham gia vào nhiều khóa học để các bạn có thể có được những kỹ năng. Cái kỹ năng ngoại trừ và cùng với lại cái kinh nghiệm mà bạn có thể đi làm ở một số những cái tổ chức, các cái cơ quan để các bạn có thể lấy được cái kinh nghiệm. Thì sự thực là may mắn nó đến từ sự chuẩn bị các bạn ạ, chứ không phải là đến một cách đùng một cái. Và thực tế như là chứng khoán hạn, chứng khoán hay bất động sản, khi mà tôi làm cái video của tôi về chứng khoán, tôi cũng nói rằng là khi mà thị trường sụt giảm, chẳng hạn như thứ hai ngày mai thị trường nó có sụt giảm xuống do cái căng thẳng thương chiến Mỹ-Trung chẳng hạn, nó có xảy ra thì nếu bạn là người chuẩn bị, bạn có sẵn một lượng tiền, bạn đã nghiên cứu kỹ về cái công ty mà mình muốn mua rồi, thì bạn có thể là bạn sẽ mua cái công ty đó ngay. Tuy nhiên với những người mà không có sự chuẩn bị, tức là không biết là mình sẽ mua cái công ty nào và thực sự là có mua công ty hay không và có tiền hay không, hay là thậm chí có kỹ năng để phân tích hay không, thì dù có cái sự sụp đổ của chứng khoán hay là cái cơ hội nó xảy ra với mình thì mình cũng không chớp được. Hay là nếu mà bạn không nghiên cứu tìm hiểu kỹ về cái miếng đất, cái mảnh đất hay là cái căn hộ, cái dự án nào đó mà bạn muốn mua, thì nếu mà có một cái sự kiện nó xảy ra và may mắn nó rớt đều cho tất cả mọi người, đó là gì? Tự dưng người chủ của miếng đất đấy họ muốn bán cái miếng đất đấy bởi vì là họ cần đi xuất ngoại hay là họ cần có cái việc gia đình, thì bạn không thu xếp đủ tiền và bạn cũng không thu xếp đủ cả cái quan hệ để bạn có thể là mua cái miếng đất đấy khi bạn cần. Thì đó là điều tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là bạn cần phải có sự chuẩn bị. Và một điều tuyệt vời nữa để có một may mắn và bạn trở thành nam châm của may mắn, đó là khi mà bạn luôn luôn mỉm cười này, rồi bạn có sự chuẩn bị này, bạn hãy cho đi một cách vô điều kiện và cho đi một cách nó gọi là từ cái trái tim của mình. Ở đây tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là hạnh phúc là những cái gì mà bạn có, hạnh phúc là cái gì bạn cho đi, còn thành công đó là những gì bạn có, còn hạnh phúc là những gì bạn cho đi. Cho đi vô điều kiện thì tiếng Anh nó gọi là giving without schedule, tức là bạn hãy cho đi mà không có suy nghĩ rằng là bạn sẽ nhận lại một cái điều gì. Bởi vì khi mà bạn cho đi như vậy, càng cho đi nhiều thì bạn càng nhận nhiều. Nếu bạn muốn được cái tình yêu thương của người khác thì hãy cho đi cái tình yêu của mình. Nếu bạn muốn có sự giàu có thì hãy cho đi những cái giải pháp và tập trung vào những cái vấn đề của khách hàng để giải quyết những vấn đề của khách hàng. Đừng tập trung vào những cái gì mình có. Chẳng hạn như bạn muốn kinh doanh thành công một lĩnh vực nào đó chẳng hạn, bạn đừng tập trung vào việc là bạn có một cái sản phẩm gì. Bạn có một sản phẩm gì nó không quan trọng. Quan trọng là khách hàng cần cái gì và vấn đề của họ cần phải giải quyết là gì. Tôi nói thí dụ như nếu mà bạn muốn mà giả sử như bạn mua một cái khoan, cái khoan nó không phải là bởi vì là bạn mua cần một cái khoan, mà người bán khoan cho bạn cũng không phải là người bán cái khoan, mà thực sự là vấn đề của khách hàng đó là họ muốn treo một cái quần áo của họ, hay là họ muốn treo cái giá của họ trên cái khoan đó. Thì đó gọi là cái vấn đề của khách hàng. Khách hàng cần đó là cái lỗ khoan, hay là khách hàng là cần là cái giá treo, được treo lên tường. Và người bán khoan làm sao đừng chỉ bán khoan mà hãy tư vấn cho khách hàng làm thế nào để có thể khoan một cái lỗ rất là đẹp mà một phát ăn ngay. Thì đó là vấn đề của khách hàng hơn
hơn là vấn đề là liên quan và giải pháp đối với chúng ta là gì cho khách hàng, chứ đừng tập trung vào những gì mà chúng ta có. Do đó thì nếu bạn muốn có sự may mắn, đặc biệt là may mắn trong chuyện kiếm tiền, thì bạn hãy tập trung vào vấn đề của khách hàng và giải pháp cho khách hàng hơn là những cái gì mà chúng ta có. Tức là một cách gọi là nói như tôi đã nói là chúng ta hãy cho đi, hãy cho đi ở đây là kể và mặt về mặt nó gọi là về mặt tình cảm hay là về mặt tiền bạc hay là về mặt giải pháp công nghệ vân vân và vân vân. Nếu chúng ta có cái gì trong cuộc sống này chúng ta hãy cho đi. Nếu chúng ta cho 1.000 lần chúng ta lấy 1 lần, chúng ta cho 10.000 lần chúng ta lấy 10 lần, 100 lần thì cũng không ai nói gì với các bạn cả, đúng không ạ? Khi mà bạn cho đi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, thí dụ như tôi đang cho đi các bạn, thì các bạn cũng không tiếc tôi để mà có thể ủng hộ tôi cho những cái gì mà tôi làm. Mặc dù tôi không có thể không muốn là yêu cầu các bạn làm chuyện đấy đối với tôi ngay bây giờ. Và các bạn thấy không, có tiếng chó sủa rất là vui. Và điều đó có nghĩa rằng là nếu bạn cấu hình cái bộ não của mình theo những cái điều như vậy thì bạn sẽ thấy là may mắn sẽ tự động tìm đến bạn. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để bạn có thể có một sự may mắn lâu dài và vĩnh viễn mà nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi, đó là hãy tử tế và biết ơn. Sự tử tế và biết ơn ở đây đó là những điều mà thực sự là bạn cần phải để ý trong cuộc đời này. Bởi vì trong cuộc đời này sẽ có rất là nhiều người tốt bụng, những người mentor, những người huấn luyện bạn, hay là những người bạn tình cờ gặp được trong cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời sẽ thay đổi bằng hai cách, đó là những cuốn sách bạn đọc, hai là cái con người mà bạn gặp. Nhưng mà những con người mà bạn gặp có thể thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi và vĩnh viễn, trừ khi nếu bạn biết ơn và tử tế. Tử tế ở đây đó là gì? Nếu bạn gặp những cái câu chuyện nào đó hay, thực sự hay, bạn có thể muốn, hoặc là những cái điều mà bạn muốn giúp, bạn thấy là cái hoàn cảnh của cái người nào đó mà rất là đáng để mà có thể giúp đỡ, thì hãy giúp đỡ một cách nhiệt tình. Như tôi nói, hãy cho đi cái sự tình yêu và sự tử tế của mình. Còn nếu như mà bạn gặp phải những cái người nào mà họ không có, họ xấu bụng với mình chẳng hạn, thì mình cũng đừng hằn học, mình cũng đừng phải nghĩ đến trả đũa. Đơn giản sự tử tế ở đây là gì? Mình hãy lờ họ đi. Hoặc là ví dụ trong mạng xã hội mà chẳng hạn những người nào comment nó khó chịu với mình quá, thì thứ nhất là mình don't give it a fuck, tức là mình không có quan tâm đến câu chuyện là cái người đó là cái người mà sẽ nói chuyện với cuộc đời mình. Mình chỉ đơn giản là gì? Mình lờ họ đi, hoặc cùng lắm thì thôi, nói chung là không hợp nhau thì block nhau, có gì đâu. Block nhau tức là mình không bao giờ mình gặp cái người đó trên mạng xã hội được, khó là nhìn thấy nhau. Đừng nói lời cay đắng qua lại, rất là mất nhiều thời gian. Đó là sự tử tế. Còn biết ơn đó là gì? Khi mà bạn gặp một cuốn sách hay, bạn hãy cảm ơn tác giả. Khi bạn gặp một cái người nào đó mà bạn rất là mong muốn được gặp và họ đã cho bạn những nhiều kiến thức, thì thực sự đó là gì? Bạn hãy đơn giản, đó là bạn hãy biết ơn cái người đó. Hoặc đơn giản bạn biết ơn cuộc đời, bởi mỗi sáng mai bạn thức dậy bạn lại có thêm một ngày mới để yêu thương. Như tôi thì tôi luôn luôn biết ơn Thượng Đế, tôi luôn luôn biết ơn cái đấng tối cao đã cho tôi cái cơ hội được sống, được cống hiến và được theo đuổi cái sứ mệnh, theo đuổi cái đam mê của mình. Và đó là tất cả những cái gì tôi chia sẻ với các bạn. Và nếu bạn có nghĩ rằng là sự may mắn nó sẽ tìm đến bạn nếu như thực sự bạn là một người luôn luôn, thứ nhất là cười này, hãy cười, hãy rèn luyện sức khỏe của mình vui vẻ để luôn luôn có một cái trạng thái tinh thần khỏe nhất. Và khi bạn cười thì may mắn sẽ đến. Và khi bạn luôn luôn nghĩ về những điều bạn làm một cách đam mê, có sự chuẩn bị, thì bạn sẽ thấy rằng là cả trong giấc ngủ và những câu chuyện của bạn luôn luôn toát lên những cái điều gì đó mà Thượng Đế sẽ, đấng tối cao hay là Phật hay là Chúa của bạn sẽ giúp đỡ bạn rất là nhiều, sẽ mang và kết nối sự hấp lực của những cái công việc hay là những thứ mà bạn mong muốn đến cho bạn. Và thực sự đó là đến từ sự, nó cái may mắn nó đến từ sự chuẩn bị, đúng không? Và sự tử tế và biết ơn cũng là một điều mà bạn cần phải lưu ý, cũng như đó là bạn hãy làm việc chăm chỉ hơn. Và tất cả những gì tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì nó là một cái chia sẻ rất là ngẫu hứng. Nó liên quan đến câu chuyện làm nào để bạn có thể trở thành một cái người nam châm hút sự may mắn. Và sự may mắn có thể được tạo ra các bạn ạ, tạo ra bằng chính cái nội tại của các bạn, chứ chúng ta không đợi, mà chúng ta không là ôm cây đợi thỏ, chúng ta ôm cái cây và đợi may mắn đến với mình, đúng không? Và khi bạn xem đến đây thì tôi dám chắc với bạn rằng là bạn là một người đã may mắn. Và may mắn là vì sao? Các bạn đã có được cái cơ hội để xem cái video này. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là bạn là một người cũng rất là khao khát thành công. Và mỗi một lần tôi nói chuyện, tôi đều nghĩ rằng là những người xem video của tôi rất dài là những người rất là khao khát thành công. Và để mà các bạn có được cái may mắn và khao khát thành công thì nhớ ha,
ta hay nở nụ cười, hãy luôn luôn tử tế và biết ơn người khác. Và thực sự bạn thích cái video này thì hãy subscribe cái kênh channel của tôi và chia sẻ cái kênh channel của tôi cho những người mà thực sự có cái quan tâm giống như bạn. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã theo dõi kênh channel Thái Phạm và xin chúc bạn thành công trong cuộc sống của mình. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.